Dạ, kính bạch chư trưởng, kính bạch chư tăng ni Phật tử. Hôm nay chúng ta bắt đầu cái bài tiếp theo. Bắt đầu cái bài tiếp theo là cái bài xin các vị nào mà làm MC đó, các vị cho xin cái bài rồi, cho xin cái bài sang tham. Cho xin cái bài để kể kinh tiếp theo là kinh sang tham. Thì vẫn theo cái cách cũ mà chúng ta làm việc từ lúc bắt đầu, từ cái buổi đầu của lớp học tới bây giờ, đó là chúng ta cùng liếc mắt vào cái phần chánh kinh, và sau đó chúng tôi căn cứ vào trong chú giải, căn cứ của bộ tương ưng là bộ Saratthaka Sini, để mà chú thích những chữ khó. Thì nó, những cái chữ khó này nó giống như là những cái mắt tre trong một cái thân tre dài vậy đó, là chỉ cần mà qua được mấy cái mắt thôi thì cái phần còn lại nó đi rất là dễ. Thì chúng ta biết rằng Phật ngôn là cái lời dạy của một bậc đại giác, và đúc kết một phần gọi là tinh hoa giác ngộ của một vị đại giác, cho nên có rất là nhiều cái điểm trong một câu nói của Ngài cần phải được chúng ta lưu tâm một cách đặc biệt, chứ không có đơn giản như cái cách nói của phàm phu. Ví dụ như là Đức Thế Tôn là một bậc chứng đắc các pháp siêu thế, hiệp thế, và Ngài có được một cái trí tuệ đặc biệt mà các vị tinh văn chỉ có hoặc là không có, hoặc là chỉ có một ít thôi. Đó, cái khả năng mà nhìn thấu được cái căn cơ sở tánh khuynh hướng tâm lý. Dạ, xin hỏi các vị còn nghe rõ không? Xin hỏi các vị còn nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Dạ, tại vì ở đây có một cái cô Phật tử cũng có kêu tôi liên tục. Dạ, cô có kêu tôi liên tục. Cô có kêu tôi liên tục mà cô nói là cô nghe không được. Thì ở đây là cái bài kinh này á, cái bài kinh hôm nay chúng ta học là bài kinh Sang Tham, chữ Pali là Machari. Machari, chữ Pali là Machari. Machari là Machari á, là Sang Tham. Sang Tham mà nó còn có một cái nghĩa, có cái chữ mà thường chúng ta thường nghe đó, là chữ bỏng sẻn, chữ keo kiệt. Còn với người học A Tỳ Đàm ấy, thì với người học A Tỳ Đàm ấy, thì còn có một chữ nữa là lạnh, sân tặc lạnh hối. Thì cái lạnh như này nó chỉ do cái tâm bỏng sẻn, cho nên đối với người học A Tỳ Đàm thì có nhiều khi chúng ta biết được cái chữ lạnh, nhưng mà cái người không học A Tỳ Đàm ấy, thì họ nghe chữ lạnh ấy, thì họ không hiểu, nhất là họ không biết tiếng Hán Việt. Bản thân chúng tôi ngày xưa còn bé đó, để nhớ được cái chữ lạnh, xanh thì dễ, tạch thì mình cứ nhớ là tạch là tạch đố, còn chữ hối đó là hối hận thì dễ, nhưng mà tới chữ lạnh làm sao mình nhớ được là bỏng sẻn đi. Thì tôi tìm cách tôi nhớ rằng thả mình bỏng sẻn, mình cứ dùng cũng đem lạnh trong người mình hết, mình không muốn cho ra. Nhờ cái cách nhớ đó mà hiểu được và nhớ được cái chữ sang tham là lạnh. Chứ còn thật ra đó, cái chữ đó nó rất là xa lạ với trong tiếng Việt mình, trong cái biết và trong cách nghĩ non nớt của một cậu bé đó, thì tôi khó mà hình dung, khó mà liên tưởng, khó mà tưởng tượng là vì sao mà chữ lạnh nó có nghĩa là bỏng sẻn. Mà muốn nhớ được đó thì chỉ có cách đó thôi, cái cách nghe hiểu như vậy. Lạnh có nghĩa là cái bỏng sẻn, có nghĩa là cái người cái gì họ cũng lạnh trong người họ hết, chứ họ không có chịu đem ra, không có chịu xòe tay ban bố ban phát cho người khác, thì gọi là lạnh. Thì cái bài kinh này nó có cái điểm đặc biệt thế này là một ngày một đêm kia đó, thì có một cái nhóm chư thiên đến xuống hầu Phật, và trong đó có một vị hỏi Đức Phật thế này là chúng sinh trong đời này đó, là cái đa phần tuyệt đại đa số là rất là bỏng sẻn, ai cũng thích giữ lại cho mình chứ ít có thích ban phát ra cho người khác.
là thử hỏi như vậy thì có ai trong đời này mỗi vị, tôi xin nhắc lại là mỗi vị ở trong cái hội chúng của Đức Phật, hội chúng chư thiên đến học đạo đó, thì mỗi vị có nói một câu cũng kệ. Thì cái vị đầu tiên ấy, thì thưa với Đức Phật rằng vì sự sang tham bố, vì sang tham cho nên người ta không có bố thí. Vậy những ai mà có trí ấy, thì nên bố thí. Bài kinh nó đẩy cái bài kệ đầu tiên là như vậy. Và mỗi vị trong cái hội chúng này tôi đã có dịp giới thiệu rồi, là cái hội chúng chư thiên này là một nhóm gồm 700 người thương buôn bị chìm tàu, và trước khi mà mạng chung do cái tai nạn mà chìm tàu đó, thì họ đã kịp thời cùng nhau chia thành 7 nhóm để mà thọ trì cái ngũ giới với một cái người thiện nam duy nhất trên tàu trước khi mà chiếc tàu chìm hẳn xuống biển, và cả 700 người đều chết hết và tất cả đều được sinh thiên. Và cái nhóm nó được gọi là cái nhóm Satulapa, tức là nhóm quần tiên Satulapa. Cái chữ Ulapa này có nghĩa là đọc theo cái Sata là 100, mà Satulapa là một nhóm mà đọc theo từng mỗi một nhóm 100% như vậy, đọc theo cái gọi là giữ giới, là có nghĩa là mình gặp hoàn cảnh cám dỗ hay là thử thách mà mình vẫn vượt qua được thì gọi là giữ giới. Còn mấy người này thì họ họ không có cơ hội để họ giữ giới, họ chỉ có cơ hội thọ giới, họ chỉ có cơ hội đọc lên nói lên cái lời thọ giới thôi, chứ họ không có cơ hội giữ giới. Là vì cái chúng ta biết rồi, mỗi người như vậy chỉ có khoảng chừng 1-2 phút thôi, thì họ chỉ đọc lên cái lời thọ giới, cái lời xác nhận rằng tôi là người có 5 giới như vậy thôi, chứ họ cái giới của họ nó không có cơ hội, cái giới hạnh của họ nó không có cơ hội để mà thể hiện, để mà biểu lộ, để mà bày tỏ, để được xác chứng như là bao nhiêu người bình thường, chẳng hạn như chúng ta trong trong những người cư sĩ ấy, thì chúng tôi vẫn nói rất là nhiều lần đó là không phạm giới chưa hẳn là có giới. Chẳng hạn như một đứa bé nó biết cái gì mà nó phạm, một đứa bé còn nằm nôi hay là một người đang nằm ngủ thì họ đâu có cái cơ hội phạm giới. Thì trong trường hợp đó thì không phạm giới chưa hẳn là có giữ giới. Ở đây cũng vậy, chỉ khi nào mà chúng ta có cái lòng cố ý ngăn trừ cái thân nghiệp khẩu nghiệp ấy, thì trong trường hợp đó mới được gọi là giới. Thì ở đây cũng vậy, mấy 500-700 người thương buôn này họ chỉ có vài phút để mà đọc cái lời thọ giới thôi, nhưng mà vì họ đọc trong một cái giây phút mà phải nói là thập tử nhất sinh, lúc mà cận kề với cái chết, cho nên là thay vì người ta đó, lúc đó là cái lúc mà sợ hãi như vậy đó, thì người ta có thể phóng tâm, có thể không tập trung. Mà riêng những vị này là có cái túc duyên nhiều đời với 2 vị Phật quá khứ, đó là Phật Câu Na Hạ Muni và Phật Kaspa. Họ cũng từng là những người Phật tử, mà Phật tử nói theo mình bây giờ đó là Phật tử cà lết, có nghĩa là cũng đi chùa, cũng học đạo, nhưng mà không có thâm hiểu Phật pháp và niềm tin cũng dở ở mức là đại khái. Nhưng mà ít gì thì những cái chủng tử đó nó cũng trở thành ra là một cái hạt giống để khi mà nó có cơ hội đó thì nó vùng lên mãnh liệt. Thì trong giây phút cận tử thì lẽ ra người ta hoảng sợ, mất bình tĩnh, thì họ vẫn còn kịp nhớ ra, kịp nhớ ra một chuyện, đó là thôi thì hãy tận dụng mấy mấy phút ngắn ngủi này để trở thành một người Phật tử đúng nghĩa, có nghĩa là mình tự nhớ rõ, không cần ai nhắc hết là mình là một người có giới, nhờ vậy được sinh thiên. Thì tôi xin trở lại cái duyên sự đó một chút để nhắc lại cho bà con trong rung, đó là cái nhóm quần tiên Satulapa là như vậy đó, là gồm một nhóm thương buôn đi biển, rồi trước lúc tàu chìm hẳn ấy, thì họ đã kịp thời thọ giới, và sau đó nguyên một cái phẩm này các vị thấy cái nhóm quần tiên Satulapa liên tục và liên tục xuống để mà cầu pháp với Thế Tôn. Và cứ mỗi lần xuống như vậy đó thì người ta mọi người các vị trong nhóm thay nhau mỗi người nói lên một cái câu kệ trước mặt Thế Tôn, có thể là một câu hỏi, mà cũng có thể là một cái họ thưa lên ngài, họ trình lên ngài một cái vấn đề mà họ tâm đắc. Mà sẵn ở đây chúng tôi cũng xin nói rõ luôn là trong một ít, chúng ta mới vừa trải qua một ít kinh thôi, chúng ta học chưa có nhiều, trong đó chúng ta thấy có một cái nhân vật rất là đặc biệt, đó là cái cô Chula, cô Canada, là con gái của một cái vị
Thiên Vương, ở cõi tướng Thiên Vương, vị thần Bách Chun Á chuyên trách những cái chuyện mà làm mưa làm gió trong cái cõi nhân gian ấy. Cái cô này rất là thường xuyên xuống hậu Phật, và trong cái phẩm này chúng ta thấy rằng có 700 vị tiên ở trong cái nhóm gọi là Satulapa cũng xuống hậu Phật nhiều lần để mà nghe pháp, để mà nghe pháp cũng có mà để trình pháp cũng có. Tại sao chúng tôi tập trung ở chỗ này là bởi vì trong chú giải ấy, có nói cho chúng ta biết một cái chuyện mà chúng ta phải để ý, đó là có rất là nhiều vị trời. Các vị còn nghe rõ không? Có rất là nhiều vị trời khi mà nghe tiếng 10.000 thế giới rung động, rồi nhìn thấy cái hào quang chiếu rực khắp 10.000 thế giới, thì các vị hỏi nhau cái hiện tượng gì, có cái chuyện gì xảy ra mà có cái hiện tượng lạ lùng như vậy. Thì có những vị biết và có những vị không biết. Thì những vị biết họ mới nói rằng hôm nay là Đức Bồ Tát Giáng sinh từ cõi đâu xuất xuống lòng mẹ, xuống bụng bà Maya đó, xuống lòng mẹ để mà trở thành một vị Phật độ sinh. Rồi có vị đó thì khi mà nghe tiếng rung động lần thứ hai thì mới biết là hôm nay đó là hoặc là hôm nay Bồ Tát là Đức Thế Tôn chịu pháp luân. Thì trong kinh chú giải Trường Bộ nói rằng là có rất là nhiều vị mà khi trong lần đầu tiên mà khi nghe báo tin là hôm nay Thế Tử Hoàng Tử Tất Đạt mà giáng sinh á, thì họ có một cái tâm nguyện là mình sẽ đến hậu Phật khi mà ngài giác ngộ ở trong rừng đấy, thì khi đó mình sẽ xuống mình hậu Phật nghe pháp. Nhưng mà các vị có biết không, vì cái tuổi thọ trong cái thế giới mà phi nhân rất là dài, cái khái niệm thời gian của họ đó so với chúng ta nó có những cái chênh lệch rất là lớn. Ví dụ như là mình nói rằng một ngày một đêm của mình đó, nhiều khi mình chỉ lo đi shopping không và đi mua sắm không đó, mình gõ đồng hồ lại đó thì mình lúc mình đặt chân vào chợ là lúc đó là 2 giờ chiều, nhưng mà khi bước ra khỏi chợ lúc đó là 6 giờ chiều, 6 giờ tối rồi, 7 giờ tối. Cái khái niệm thời gian mình nó có vẻ nó hối hả, nó vội vã là bởi vì cái tuổi thọ mình nó ngắn. Nhưng mà riêng cõi trời đó, khi mà họ nói rằng lát nữa đó, thì chắc có thể là phải trải qua rất là nhiều năm. Còn mình lát nữa mình đó, thì có thể chỉ là vài chục phút hay là vài giờ đồng hồ, hoặc nhiều lắm là một buổi gọi là lát nữa. Nhưng mà ở trong cái thế giới chư thiên đó, thì cái lát nữa của họ nó rất là lâu. Cho nên có những vị có cái tánh mà có như là trễ nải chậm lục đó, khi mà có lòng xuống hộ Phật như vậy đó, thì lúc lập nguyện là sẽ xuống hầu Phật nghe pháp thì lúc đó Bồ Tát mới đản sinh. Mà đến lúc mà họ chợt nhớ ra để xuống hầu Phật thì cái đề là cái này họ xuống được tới ngày, thì đó là cái đêm mà ngày đã về Kusinara để sửa soạn Niết Bàn. Đây là một cái đoạn trong kinh mà chúng ta rất cần phải lưu ý, bởi vì cái thời gian nó không chờ ai hết. Một sự trễ nải, một chút trễ nải thôi, thì đôi khi chúng ta không còn cái cơ hội, không còn có cái dịp để mà làm cái điều tốt lành mà mình đã mong mỏi. Cái chuyện đó đáng để mình lưu tâm là vậy đó. Thì muốn làm chuyện gì đó mà cái chuyện quan trọng của người Phật tử đó, muốn làm chuyện gì tốt đẹp đó, thì chúng ta phải xem xét cái nhân duyên cho phép lúc nào thì lập tức thực hiện ngay lúc đó. Chứ còn mà mình một phần thì ngó chờ nhân duyên, mà một phần đó thì còn phải đợi khi nào mình thích, khi nào mình muốn nữa, thì tôi nghĩ rất là khó. Nhưng có nhiều trường hợp mình làm bằng tâm hữu trợ nó vẫn tốt hơn là mình ngồi mình chờ mà đến lúc mình nó vô trợ mới làm, thì tôi nghĩ hơi khó. Hỗ trợ đây có nghĩa là mọi thứ đều ở trong một cái tình trạng tốt đẹp 100% đó, thì rất coi chừng mình không còn dịp nữa đâu. Thì tôi nói giống như lạc đề đó, tức là trong nguyên cái phẩm này nói đến cái nhóm quần tiên Satulapa, họ dường như họ đã hiểu được những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày nãy giờ. Có nghĩa là cái cơ hội mà gặp được vị chánh đẳng giác để nghe pháp nó không có nhiều lắm, và chính Đức Phật cũng nhìn nhận rằng trên đời này có ba cái hạng người rất là khó tìm. Thứ nhất là vị chánh đẳng giác, thứ hai đó là cái người thuyết giảng chánh pháp của vị chánh đẳng giác, và thứ ba là cái người có cái tánh tri ân. Thì một dịp nào đó chúng tôi sẽ giải thích tại sao người có tánh tri ân là khó khó tìm.
Nhưng mà cái điều thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái vị chánh đẳng giác là cái người khó tìm thì mình cũng có thể hiểu đi, bởi vì cái chúng sanh mà có đủ phước đức, phước báo công đức để mà thành Phật thì hiếm lắm, rất là hiếm. Bởi vì vị đó phải hội đủ vô số công đức từ rất là hiếm, rất là khó. Cái hạng thứ hai nó cũng là người có kiến, là với chánh pháp đúng với Phật ngôn, là người rất là khó tìm. Lý do là vì sao? Là bởi vì chư Phật đã khó tìm thì cái người mà nghe được chánh pháp dĩ nhiên cũng khó. Nếu mà nói một cách nhẹ nhàng là như vậy, hãy chư Phật khó tìm thì cái người mà nghe được chánh pháp không có nhiều, nếu tính trên cái tỷ lệ chúng sinh làm cái so sánh. Và trong số những người nghe đó, cái người mà có thể trao truyền cho người khác mà không có sai ý Phật thì chắc chắn là một cái điều rất là hiếm hoi. Cho nên những vị quần tiên này đã tranh thủ cái cơ hội xuống những cái pháp, và cứ mỗi một bài kinh chúng ta thấy thì các vị trình lên Đức Phật, có thể là một câu hỏi hay là một cái vấn đề mà các vị cảm thấy tâm đắc. Thì ở đây cái bài kinh này đại khái theo trong chú giải thì không có cái gì mà khó hiểu hết. Thì đại khái là các vị tập trung ở bài trước thì các vị tập trung nói nhiều về cái chuyện thân cận người lành, thân cận người lành bao nhiêu vị đi nữa, bởi vì nó một bài kệ nhưng mà vẫn tập trung một điều thôi: nhờ thân cận người lành, nhờ thân cận minh sư thiện hữu mà chúng ta trong đời này có được những cái lợi lạc. Thì cái lợi lạc ở đây là các vị nói toàn là lợi lạc hiệp thế, cái lợi lạc hữu lậu, cái lợi lạc mà liên hệ đến sinh tử. Và Đức Phật đã đúc kết, rằng vậy, nói rằng ai nói cũng đúng hết, nhưng mà cái quan trọng nhất, cái rốt ráo nhất vẫn là thân cận bạn lành để chấm dứt sinh tử, thân cận bạn lành để học và để làm theo lời dạy các bạn lành rồi để chấm dứt sinh tử, thì nó vẫn là cái lý tưởng rốt ráo cao nhất. Vậy trong bài kệ này cũng vậy, các vị trời xuống hầu Phật, và mỗi vị đọc lên một bài kệ, nhưng mà trong đó cái chủ yếu là các vị tán thán hạnh bố thí, tán thán các vị tự đọc thấy không có khó. Thì mỗi vị tán thán một cách, chẳng hạn như ở trong đây có một cái bài kệ trong cái phần số 4 á, phần số 4 nhưng mà cái câu kệ thứ hai trong đó có một câu rất là hay, đó là cái câu này, cái câu kệ thứ hai này nó có một điểm mà chúng ta đáng chú ý, rất là đáng để chúng ta chú ý, đó là cái câu kệ thứ nhất ấy, thì chỉ nói chung chung thôi, là vì sang tham bỏng sẻn nên tâm chịu bố thí, do đó những ai có trí thì đừng có bỏng sẻn, hãy biết biết cho ra. Nhưng mà câu kệ thứ hai ấy, nói một điều rất là thú vị, đó là cái người không có trí vì sợ bị mất mát, rồi từ đó sẽ dẫn đến sự thiếu thốn. Người không có trí vì sợ bị mất mát, vì sợ bị thiếu thốn, cho nên họ không dám cho ra. Mà họ không hề ngờ rằng chính cái chuyện mà không dám cho ra, không dám bố thí đó nó mới khiến đến, dẫn đến cái sự mất mát, khiến dẫn đến cái sự gọi là thiếu thốn, mất mát và thiếu thốn. Đây là điểm rất đặc biệt. Tức là cách hiểu của thế gian đó, thì vì sợ mất mát, vì sợ thiếu thốn, cho nên người ta mới không dám cho ra. Nhưng mà thật ra chính cái không dám cho ra đó nó mới dẫn đến cái mất mát và dẫn đến cái sự thiếu thốn. Tôi còn nhớ có một câu chuyện ngắn của Mỹ tôi đã đọc. Cái câu chuyện đó, một người Phật tử, một người không phải là Phật tử, hoặc là Phật tử không học A Di Đà đó, thì chúng ta sẽ đọc qua nó giống như một cái câu chuyện ngắn mang cái nội dung là tâm lý xã hội thường thường vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt là đối với một người Phật tử thì câu chuyện nó có một giá trị rất là lớn, rất là đáng để ta quan tâm. Đó là câu chuyện kể về một cái người đi tìm vàng, một cái anh thanh niên đi tìm vàng. Anh tìm được một số lượng vàng rất là lớn và anh đi lạc ở trong sa mạc ấy. Thì lúc đầu á, thì còn chút ít thức ăn và nước uống, nhưng mà khi đi lạc quá nhiều ngày ấy, thì cái hơi nóng của sa mạc, cái hơi nắng, cái sức nóng của trên sa mạc, rồi thì sức khỏe ảnh thì càng lúc nó càng cạn kiệt, và thức ăn và nước uống đem theo thì nó không còn nữa. Trong là cuối cùng á, cuối cùng nên nghĩa là cái ngày cuối cùng mà anh đối diện với cái chết ở trên sa mạc, cái ngày cuối cùng đó là anh chỉ nhớ mang máng là anh nhìn thấy một con nhái con ếch, ếch con đó, anh mới chụp nó, anh tính bỏ vào miệng để anh nhai để cho nó bớt khát nước mà cũng bớt đói nữa, đỡ đói.
thì ảnh yếu đến mức mà cái con nhái nó nằm ngay trước mặt ảnh, mà ảnh chụp cũng chụp hụt. Và sau khi chụp hụt như vậy thì ảnh bị ngất đi. Lúc ảnh tỉnh dậy đó thì ảnh ở trong bệnh viện, tức là có nghĩa là có một người nào đó họ đi ngang, họ nhìn thấy ảnh từ xa đó, rồi họ mới đem ảnh vào bệnh viện cấp cứu. Có một điều mà tôi muốn nói muốn nhấn mạnh đó, trong cái câu chuyện này, đó là sau khi vào bệnh viện rồi thì bao nhiêu thức ăn, bánh kẹo mà y tá họ đem đến phân phối cho ảnh mỗi ngày á, cho cái phần ăn ăn ảnh vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối đó, thì do ảnh bị ám ảnh bởi cái sự chết đói và chết khát trong mấy ngày qua đó, mà cái sự đói khát nó gắn liền với cái chết. Chứ còn như cái đói khát của mình thường ngày thì ví dụ như nửa đêm thức dậy mình đói bụng, hoặc là ban ngày mình đi làm ngoài đồng mình nặng nề, mình thức dậy làm việc nặng nề rồi mình thấy đói bụng, mình vào trong bún rong để mà mình ăn bậy tầm bạ cái gì đó, ví dụ như vậy. Những cái gì nó bình thường, đói đây nó chỉ là một phản ứng tự nhiên của sinh học thôi, trong 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 người của mình, một phản ứng sinh học. Mà riêng đối với anh này đó, cái đói của ảnh, đói ảnh nó cái đói của ảnh nó là một cái sự ám ảnh gắn liền với cái chết. Cho nên trong những ngày này khi mỹ tá phân phát bánh kẹo thức ăn cho ảnh, ảnh luôn luôn ảnh tìm cách ảnh giấu dưới cái gầm giường, ảnh giấu dưới cái nệm nằm của ảnh, bởi vì ảnh cứ sợ là một ngày nào đó mà y tá không phát nữa thì anh sẽ bị đói như là những ngày qua. Và tới ngày anh xuất viện thì y tá trong bệnh viện họ hết hồn khi họ phát hiện ra một lượng rất là lớn những bánh, những kẹo mà người ta phân phát cho ảnh, ảnh đem đánh dấu dưới nệm. Cái câu chuyện đó ông tác giả viết rất là hay, tôi không có đủ cái khả năng để mà diễn tả hết cái cảm xúc, cái cảm giác, cái tâm tư của cái ông bệnh nhân này. Tôi chỉ muốn mượn một điều đó là tôi muốn mượn một cái chi tiết rất là quan trọng trong cái câu chuyện đó, có nghĩa là khi mà chúng ta sống ở trong cái cõi sanh tử này nè, mà do một chút ít nghiệp, mà do một chút ít nghiệp về xấu trong quá khứ nào đó, thì chúng ta từ cái nghiệp xấu đó nó đẩy chúng ta vào một hoàn cảnh éo le nào đó, và chính hoàn cảnh đó nó trở thành ra là một cái điều kiện, là một cái môi trường để mà nó nhào nặng ra một cái thứ nhân cách đặc thù nào đó. Ví dụ như cái anh hồi nãy, anh bị chết đói nhiều ngày, khi mà anh có thức ăn thì anh không dám ăn, anh phải rất là dè sẻn, rất là dè sẻn. Thì cũng vậy, khi mà mình do cái nghiệp sát sinh, do cái nghiệp sát sinh của đời này, đời sau sinh ra đó, mình rất dễ bị người khác hà hiếp, mình rất dễ bị người khác hành hạ, đánh đập, và mình có một thể trạng rất là yếu, rất là yếu. Và với một cái hoàn cảnh mà thân thể thì yếu đuối bệnh hoạn, hoặc là trong một cái một mình phải sống trong một cái hoàn cảnh mà thường xuyên bị đọa đày đánh đập đó, thì cái đó là cái quả xấu của chuyện sát sinh. Nhưng mà chính cái quả xấu này nè, nó hình thành nên một phần nhân cách của chúng ta, trở thành một người rất là nhút nhát, một người rất là dễ hoảng sợ trước cái này cái kia, rất là dễ hoảng sợ. Tôi bản thân tôi cũng là một người ốm yếu, tôi cũng có nhiều cái sợ, nhưng mà có một cái sợ này tôi rất lấy làm e ngại, và tôi mong rằng trong room này đừng có ai có cái nỗi sợ đó. Đó là nói rằng tu hành là phải ở trong chỗ vắng. Ngày còn bé tôi sợ ma, cái chuyện đó là chuyện dễ hiểu thôi. Ở tuổi này thì phải nói thật rằng cái cảm giác sợ ma hình như nếu có là chỉ trong một vài hoàn cảnh đặc biệt nào đó thôi, chứ chúng tôi có quá nhiều chuyện để mà mình phải bận tâm, để mà âu lo. Thí dụ như mình nghĩ rằng mình cứ nghĩ đến những cái quan hệ chung quanh với chư tăng rồi với Phật tử, ở trong đó có những cái chuyện rất có thể gây cái hiểu lầm, rồi cái câu chuyện mà mình chiều nay có người nào đó họ gọi phone, họ gửi email cho mình, than phiền cái chuyện gì đó, hoặc là họ nhờ kể mình chuyện gì đó, thì nói về cái chuyện mà mình giải quyết với người sống đó, nó đã quá đủ phiền rồi. Cho nên nói đến ma nó thì nó cái chuyện ma quỷ nó không còn là một cái nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng, mãnh liệt nhất, đó chính là cái ám ảnh về cái chết. Cho nên đó là nó cũng có cái lợi là dễ vui thì cứ dễ vui, nhưng cũng có cái cầm chừng, giống như con ngựa hoang có cái gì cương rồi đó. Thì tôi trở lại cái câu chuyện hồi nãy đó, là khi mà mình có một cái nghiệp sát sinh thì mình dễ bị những cái nạn tai này này kia trong đời, và từ cái tai nạn đó nó hình thành nên một thứ nhân cách, hình thành nên một thứ tâm lý, đó là mình trở nên nhút nhát. Tôi bây giờ sợ ma này không sợ, nhưng mà tôi cũng sợ rất là kỳ cục. Đó là tôi ở bên Thụy Sĩ, tôi đi vào trong một khu rừng rất là đẹp, đẹp lắm,
mình mới ngồi cái đường một chút xíu thôi, tự nhiên cái mình chợt nhớ đến những bài báo họ viết về những anh chàng nghiện ngập, họ lúc nghiện ngập cơn tới mà không có thuốc, họ có thể ra tay rất là tàn nhẫn, rất là tàn nhẫn với một cái người lạ nào đó để họ cần tìm một ít tiền để họ thỏa mãn cái cơn nghiện. Hoặc là tôi cũng đọc báo tôi biết có những người bị tâm thần mà không có được đưa vào bệnh viện, hoặc là họ trốn trốn trốn, trốn viện họ đi đó, thì họ bình thường họ rất là dễ thương, nhưng mà khi cái cơn 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 tâm thần nó lên ấy, thì họ có thể trở thành một người rất là nguy hiểm. Chúng ta biết rằng vào đầu thế kỷ thứ 20, một bà nữ hoàng người Áo thì phải, đúng rồi, một bà nữ hoàng người Áo buổi sáng bà đi dạo quanh bờ hồ thì bà bị một anh chàng tâm thần đâm chết. Cái gì rất là bình thường, rất là bình thường. Hoặc là tôi có một có quen một gia đình Phật tử rất là thân thân như là người thân trong nhà vậy đó, ở Việt Nam. Cái gia đình này có một người con đi xuất gia theo Phật giáo Bắc Tông, Bắc Tông là Phật giáo Tây Tạng ấy, ở bên Úc ấy. Thì cái vị thầy này có thói quen là mỗi ngày hay lái chiếc xe, lái xe vào ở trong cái park, cái công viên để mình ngồi thiền. Thì một ngày kia thì có một anh chàng bị tâm thần, anh thấy cái vị thầy này ngồi thiền như vậy anh cảm thấy anh khó chịu, cái cơn tâm thần nó lên. Anh đã dùng tất cả cái sức khỏe, sức vóc của một cái người da trắng, anh tấn công cái vị thầy người Việt Nam gốc Hoa này một cách tàn bạo dã man, và với những cái cú đấm, cú đá, cú đạp, những cái sự tấn công của anh khiến cho vị này bị thương rất là nặng, và coi như máu me đầy mình và anh bỏ đi. Khi mà có người phát hiện được thì đem anh vào bệnh viện, anh hôn cái vị thầy nó hôn mê suốt 3 tuần lễ và vị đó đã qua đời trong bệnh viện. Hôm nay chúng tôi mỗi lần đi thị sĩ hoặc là chúng tôi về Đức đi lang thang trong khu rừng buổi trưa rất là đẹp, chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, thấy rất là an lạc, có thể nói như kiểu mà tưởng nhất hành là an lạc trong từng bước chân. Cái giây phút là những giây phút chúng tôi cảm nhận được mình rõ hơn bao giờ hết, nhưng mà nó éo le một chỗ là do cái tiền nghiệp, chúng tôi nghĩ như vậy. Thì ngay cái giây phút mà nhận ra rằng mình đang an lạc thì có một nỗi sợ nó ám ảnh chúng tôi là không biết bên đây có ai có thể tấn công, có thể bạo hành với mình hay không, và nỗi sợ đó cho đến bây giờ nó vẫn không bỏ được. Tôi trở lại cái bài kinh sang tham, do chúng ta sợ, sợ mình bị đói nghèo, do sợ mình bị thiếu thốn, do sợ mình bị mất mát. Chính cái nỗi ám ảnh này nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ cái nghiệp bỏng sẻn đời trước. Chính cái nghiệp đời trước, cái bỏng sẻn đời trước nó khiến cái đời này chúng ta phải trải qua những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, thiếu thốn, chật vật. Và chính vì cái thiếu thốn chật vật này nè, tuy nó là quả xấu từ đời trước, nhưng mà nó trở thành cái môi trường sống, môi trường tâm lý hiện tại, để cho chúng ta nếu không khéo đó, nếu không gặp minh sư thiện hữu, nếu không có một cái trí tuệ tối thiểu để suy tư ấy, thì chúng ta rất có thể vì cái quả xấu này nè tiếp tục bỏng sẻn, đấy, tiếp tục bỏng sẻn, và tiếp tục bỏng sẻn thì có nghĩa là đời sau kiếp khác chúng ta tiếp tục bị nghèo khó, và từ cái hoàn cảnh nghèo khó đó chúng ta tiếp tục sợ thiếu thốn, sợ mất mát, và cứ như vậy cái này nó nuôi cái kia. Cho nên cái có một cái lý do rất là quan trọng, đó là phải tu thiện pháp, làm lành lánh dữ. Cái chuyện đó ở đây nó quan trọng ghê lắm thưa quý vị. Nó quan trọng ở chỗ là khi chúng ta làm thiện ấy, trước mắt chúng ta được an lạc, đúng. Và nếu có đời sau kiếp khác thì trong cái vòng luân hồi chúng ta cũng sẽ được gặt hái những cái quả lành của từ việc thiện đó, và những quả lành đó nó tạo nên một phần lớn cho cái nhân cách của mình. Đấy. Và từ cái nhân cách của một người thiện ấy, cái cơ hội làm thiện nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta làm điều bất thiện ấy, thì trước mắt chúng ta không được an lạc, và đời sau kiếp khác sinh ra chúng ta sẽ bị hưởng cái quả xấu. Nhưng mà cái này mới ghê gớm, đó là từ cái quả xấu đó, những nhân cách tầm thường nó sẽ được hình thành. Thí dụ mình có tật hay nói xấu người khác, thì cái quả xấu đó đó nó sẽ khiến đời sau kiếp khác mình dễ bị người khác vu oan, dễ bị người khác nói xấu. Thì các vị tưởng tượng sống trong một tâm trạng của một nạn nhân kiểu như vậy đó, chúng ta không có thoải mái, chúng ta không có thoải mái. Quý vị biết rồi, khi mà cái đôi bàn chân của mình ấy bẩm sinh nó không có dị tật, nhưng mà do mình mang giày dép không có đúng cách ấy, cho nên nó khiến cho cái bàn chân mình nó bị dị tật. Biết tôi nói cái việc có nghe kịp không? Cái bàn chân mình nó có thể từ bẩm sinh nó không có bị dị tật, nhưng mà do mình mang không có đúng cái cỡ giày cỡ dép, thì khiến như cái bàn chân của mình nó bị chai ở những chỗ này chỗ nọ, và từ đó nó có thể dẫn đến chỉ làm hư ngón. Chúng tôi đã từng đọc qua những bài báo, người ta nói rằng
một trong những điều đáng thương nhất của phụ nữ hiện đại đó là họ phải gồng mình, họ mang những cái đôi giày cao gót. Và một trong những điều thê thảm nhất đó là cái đôi giày cao gót nó hại cho sức khỏe của những người đàn bà kinh khủng lắm. Hôm nay các vị có thể muốn xác chứng cái điều tôi vừa nói, các vị vào trong internet Google, các vị đánh tìm tôi cái chữ tác hại của giày cao gót, khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Nó làm cho người phụ nữ bị nhiều cái ảnh hưởng rất là xấu về cái sức khỏe đó. Nhưng mà vì họ muốn làm đẹp, vì cái nghiệp tham ái là muốn làm đẹp, cho nên nó dẫn đến chuyện họ phải sử dụng cái loại giày quái được quái gở đó. Tôi gọi là đi giày quái gở. Và chính vì ham cái loại giày đó cho nên là cái bàn chân của họ có thể là nó không được bình thường nữa. Ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta làm một cái nghiệp bất thiện nào đó, chúng ta nói hay nói xấu người khác, thì đời sau kiếp khác chúng ta sinh ra chúng ta bị người khác vu oan. Và một lần không nói gì, nhưng mà cứ nhiều lần như vậy đó, thì chúng ta sẽ sống trong một tâm trạng hoang mang, sợ hãi. Và không khéo đó thì chúng ta sẽ trở thành một người rất là giả dối. Rất là giả dối để chi? Để trốn tránh cái chuyện mà người khác tấn công mình bằng những cái vu oan giá họa đó. Chúng ta có thể tìm cách là đổ vấy lên người khác. Đổ vấy là sao? Là đổ thừa cho người khác. Thì khi mình tránh quả được thì mình có tìm cách mình đùng đẩy cho người khác. Đúng, cái chuyện mình không có làm, đúng. Nhưng mà mình bị vu oan riết mà chịu không nổi, cuối cùng mình có tìm cách mình thoát thân. Mà cái cách bất thiện thường nhiều hơn cách thiện. Thế là từ cái nghiệp nói xấu người khác, nó dẫn đến cái chuyện mà chúng ta bị người khác nói xấu. Và từ cái chuyện bị người khác nói xấu, chúng ta tự có một cái thứ tâm lý rất là tật nguyền, rất là bệnh hoạn. Đấy, cho nên là cái bài kệ này nếu mà đọc phớt qua đó thì chỉ nói về cái chuyện bố thí và bỏng sẻn thôi. Nhưng mà thông qua bài kệ chúng ta học được một chuyện theo tôi cực kỳ quan trọng cho đời tu của mình. Đó là mỗi mỗi thiện pháp, mỗi mỗi công đức mà mình tu tập, nó sẽ tạo ra một cái hoàn cảnh sống nào đó trong tương lai. Và cái hoàn cảnh sống đó nó tiếp tục hình thành nên một thứ nhân cách, một thứ tâm lý nào đó. Và cái tâm lý đó, cái nhân cách đó đó, nó lại là nền tảng cho một cái nghiệp khác tương ứng. Đấy, cái chuyện này rất rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Và chưa kể một chuyện nữa là khi chúng ta tạo nghiệp bất thiện, đến lúc mà chúng ta chịu cái quả khổ, cái quả xấu của cái nghiệp này nè, thì chúng ta vô tình tạo điều kiện cho người khác họ gây cái nghiệp xấu. Tôi ví dụ như tôi nặng lời với một cái người khác, tôi thích chửi bới, thích nói lời độc địa nặng nề. Chính cái quả đó đời sau sinh ra đó, tôi dễ bị người khác họ chửi bới. Nó dễ đến mức mà người ta nhìn cái mặt của tôi là họ thích nạt nộ. Họ nhìn cái mặt của tôi là họ thích nặng lời. Xin hỏi khi nãy tại khi tôi giảng tôi nhắm mắt, tôi giảng tôi nhắm mắt cho nên tôi không có biết rằng tôi đã rớt mic vào lúc nào, cho nên xin quý vị cho tôi biết rằng quý vị đã nghe đến chỗ nào. Dạ, bốn chữ này nó hơi mơ hồ, tôi không nhớ rồi. Dạ rồi, thì tôi chỉ nói như vậy, thì tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Chứ bây giờ tôi đâu có hơi sức nào mà chúng tôi nhắc lại một cách chi tiết nữa. Đó là khi chúng ta làm một cái điều bất thiện nào đó, chẳng hạn như nghiệp bỏng sẻn, chúng ta hành xử theo cái nghiệp bỏng sẻn chẳng hạn, hoặc là chúng ta nói xấu người khác chẳng hạn, thì chính cái nghiệp xấu đó đó, chính cái tâm bất thiện đó, nó sẽ tạo ra một cái quả xấu trong tương lai. Tôi nhắc lại, khi chúng ta làm một cái nghiệp xấu nào đó, thì cái nghiệp xấu đó nó sẽ tạo ra một cái quả xấu cho kiếp sau. Và cái quả xấu đó nó sẽ mặc nhiên và đương nhiên, nó khi mà nó trổ quả đó, nó sẽ tạo ra một cái thứ tâm lý, nó tạo ra một thứ nhân cách để nó tương ứng với cái nghiệp đó. Tôi nói các vị nghe kịp không ạ? Thí dụ như bây giờ mình bỏng sẻn, mình luôn luôn sống bằng cái tâm bỏng sẻn, thì đời sau cái khác mình sinh ra mình sẽ bị thiếu thốn. Và từ cái chỗ thiếu thốn này nè, nó mới dẫn đến một cái chuyện là mình luôn luôn là e sợ cái chuyện mà hao tốn. Từ thiếu thốn nó dẫn đến sợ sự hao tốn. Và từ cái sự hao tốn này nè, nó mới dẫn đến một cái chuyện khác, đó là chúng ta bỏng sẻn. Và vì bỏng sẻn cho nên chúng ta tiếp tục bị thiếu thốn. Mà càng bị thiếu thốn thì càng sợ bị hao tốn. Mà càng sợ hao tốn thì càng ít làm phước. Mà càng ít làm phước thì càng bị thiếu thốn. Mà càng thiếu thốn thì càng sợ bị hao tốn. Mà cứ như vậy, nó cứ đi liên tục, cái này nó nuôi cái kia. Đấy, cái này nó nuôi cái kia. Nói đến đây tôi nhớ một chuyện. Đó là các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không?
Dạ rồi. Một buổi chiều đó, trên một cái bờ hồ, bên một cái bờ hồ có một cậu thanh niên, cậu thanh niên đó đi câu cá, đang câu cá vì thèm một điếu thuốc lá, nhưng mà mò trong túi mình thì không có về cái hộp hộp diêm, cho nên thấy có một ông bác ông cũng ngồi câu gần đó, cho nên cái cậu thanh niên này thì đã mon men tới gần người lạ mà thì cũng hơi ngại ngại, xoa xoa tay một lát thì cậu thanh niên này mới nói với cái ông bác lớn tuổi: thưa bác, xui quá cháu quên mang theo cái hộp quẹt rồi, mà thèm trời lạnh thèm thuốc quá, bác cho nếu bác có hộp diêm hoặc có quẹt bác cho cháu xin một chút lửa. Thì cái ông cụ đó ông nhìn cái anh chàng thanh niên này trong 2 giây rồi ông trả lời thế này: tôi không có hút thuốc và tôi cũng không có lý do gì tôi mang cái hộp quẹt theo trong người của tôi, nhưng mà nếu có đó thì tôi nói rõ là tôi cũng không có thèm cho cậu đâu. Các vị nghe kịp không? Thì cái cậu thanh niên này rất là nghe vẻ rất là khó chịu và rất là ngạc nhiên. Khó chịu là bởi vì mình không có chọc ghẹo gì hết, không chọc ghẹo cái gì hết, không có chọc ghẹo ông cụ này một chút nào, và mình cũng ăn nói rất là lễ phép, mà tại sao ông cụ lại đi có một thái độ với mình như vậy, tức là tôi không hút thuốc nên tôi không có diêm quẹt, và nếu có thì tôi cũng không có cho cậu. Thì cậu thanh niên mình nó hỏi là: xin lỗi chứ cháu đã làm cái lỗi gì mà bác nói như vậy? Thì ông cụ nói thế này: ngó cậu thì cũng là người lịch sự lễ phép chắc có học, mà nếu mà tôi có cái hộp quẹt tôi cho cậu mượn thì có thể là cậu sẽ cảm mến tôi, rồi cậu sẽ lân la bắt chuyện với tôi, cậu bắt chuyện với tôi đó thì tôi được câu cá đây thường lắm, mà tôi đã thấy cậu nhiều lần rồi, cho nên nếu mà cậu mến tôi rồi cậu bắt chuyện tôi rồi tôi cũng sẽ mến cậu, rồi tôi cũng sẽ trả lời cậu, mà ngày nào mình cũng gặp nhau hoặc là cuối tuần nào mình cũng gặp nhau kiểu này thì thế nào cũng sẽ có ngày tôi mời cậu về nhà, mà tôi là đàn ông mà tôi còn mến cậu thì thế nào đứa con gái của tôi nó cũng mến cậu, mà đứa con gái tôi thì nó rất là đẹp mà nó biết điều nó lắm, nó có học mà nó lễ phép, nếu mà nó mến cậu thì tôi nghĩ rằng không có lý do gì cậu không mến nó, nhất là mình hay câu cá chung với nhau, rồi khi hai người mến nhau đó thì có thể là sẽ dẫn đến chuyện yêu nhau, mà khi yêu nhau như vậy đó thì thế nào cũng sẽ có lúc hai người đặt vấn đề là lấy nhau, mà khi hai người đặt vấn đề lấy nhau như vậy đó thì tôi là cha mà thì thế nào tôi cũng phải gả con của tôi cho cậu, mà cậu thử tưởng tượng tôi làm sao mà tôi có thể gả đứa con gái duy nhất của tôi cho một cái thằng thanh niên nghiện thuốc lá mà nghèo khó đến mức không có cả cái diêm quẹt. Các bạn nghe kỹ không? Cái câu chuyện này người ta kể là câu chuyện cười, nhưng mà riêng tôi không có cười được, mà tôi lại thấm thía một chuyện đó là thì ra ở trên đời này đó bao nhiêu cái rắc rối nhiều khi nó chỉ khởi đi từ một cái duyên cớ nhỏ xíu. Cái ông cụ này đúng là ông nói chuyện nó hơi, cái cách suy diễn ông nó hơi quá đáng, nhưng mà nó không có sai đâu thưa quý vị. Tôi nhớ ở trong trong thơ ca Việt Nam nó có cái câu thế này: giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về. Cái câu đó rất là hay, cái câu đó nó rất là thích hợp cho cái bài giảng này. Tôi nhắc lại cái bài kinh mà chúng ta đang học đó là lời kêu gọi của các vị trời, đừng có bỏng xẻng, bởi vì khi mình bỏng xẻng như vậy đó, thì mình sẽ tự mình gieo cái khổ trong vòng luân hồi, và có một vị trời trong đó đã nói rằng do sợ thiếu thốn cho nên kẻ ngu không bố thí, mà càng không bố thí thì mình càng thiếu thốn, mà càng thiếu thốn thì càng sợ hao tốn, mà càng sợ hao tốn thì càng không bố thí đó, cái này nó nuôi cái kia. Thì tôi mới nhắc lại cái câu chuyện của cái người cái cậu thanh niên mà xin diêm quẹt, mà tôi nhớ đến một câu lục bát ở Việt Nam đó là: giá như hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về. Có nhiều khi cái mọi sự nó bắt đầu từ một cái cớ cỏn con rất là buồn cười như vậy. Đúng rồi, nếu chiều hôm đó trời không có mưa, và nếu không nếu hai đứa đừng có trú mưa chung với một mái hiên thì mình đâu có quen nhau, và nếu hôm đó cái bánh xe của cô nàng đừng có bể, chiếc xe đừng có tuột sên thì mình đâu có chở người ta về, rồi từ đó mến nhau rồi lấy nhau rồi mới phát hiện ra mình thật sự không thuộc về nhau, bởi vì mình không có hợp nhau vậy mà vẫn phải lấy nhau sống chung với nhau để rồi đày đọa nhau một đời nhau, chỉ vì một điều thôi, chỉ vì một điều, chỉ một điều là buổi chiều hôm đó trời mưa, chỉ vì hôm đó chiếc xe hàng chữ thì lớn chuyện lắm rồi thì sao nữa. Cái vấn đề thứ hai đó thì đặc biệt là trong đó có một vị trời nói như thế này, là một vị thì kêu gọi bố thí, một vị thì nói rõ hơn đó là
nói rõ cái điều mình nãy giờ tôi nhấn mạnh đó là càng bỏng sẻn thì càng khó khăn thì càng bỏng sẻn đó. Thì đó cái việc thứ ba vì nó nói rằng đó là cái hay nhất trên đời này, đó là trong một hoàn cảnh khó khăn mà mình vẫn xòe tay chia sẻ cho người khác. Và Đức Phật cũng xác nhận như vậy, Đức Phật cũng xác nhận như vậy, đó là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ngài nói một cái câu kệ mà nội dung là như vậy, một miếng khi đói bằng một gói khi no có mình, thì cái đó mới gọi là bố thí. Chứ còn vì giận dỗi mà mình đưa ra thì cái đó gọi là bố thí. Điều thứ hai là để xác định rằng xem mình có phải là người thiện hay không, mình có phải là người rộng rãi hay không, nói vậy cho đúng hơn, để xác định mình có phải là người rộng rãi hay không, để xác định mình có phải là người yêu mến Phật pháp hay không, để xác định mình có phải là người yêu thích điều thiện hay không, thì nó có một cái cách rất là hay để mà mình có thể kiểm tra được chuyện đó, mình có thể kiểm chứng được chuyện đó với riêng mình. Các vị còn nghe rõ không? Rồi, đó là mình hãy tự xét mình xem tôi vừa làm một cái điều lành, thí dụ như tôi vừa lên chùa để mà tôi thức đêm tôi nấu ăn cho đại chúng chư tăng phật tử, trong cái đêm đó tôi rất là mệt ghê lắm, rồi đã vậy tôi còn phải tốn tiền xăng, rồi còn phải tốn tiền mua cái này kia lên chùa nấu để mà cúng dường cho đại chúng, tôi mệt lắm, vừa mệt vừa tốn kém. Nhưng mà muốn biết có phải thật sự là người yêu thích gì, có phải là người hào sảng hay không, có phải là cái người tha thiết với tam bảo hay không, thì mình tự xét mình. Còn nếu nay mai đó mà mình có điều kiện để làm như vậy nữa, mình có làm hay không? Và nếu ngay bây giờ mình có thể lựa chọn lại lần nữa là đêm hôm qua mình đừng có đi lên chùa làm chuyện đó, mà đêm hôm qua mình ở nhà mình đi coi phim, hoặc ở nhà mình trầm mà mình ngủ, mình đã tự xét và tự hỏi lòng mình, nếu mà bây giờ mà mọi thứ có thể làm lại từ đầu đó thì mình sẽ quyết định như thế nào. Đó là một cách rất là hay, tôi cho là cách hay nhất. Thì qua cái cách đó thì mình mới biết thật sự mình là cái người có tha thiết cái điều thiện. Tại sao mà mình phải kiểm tra như vậy? Bởi vì mình phải kiểm tra như vậy đó thì mình mới biết được cái thiện tâm của mình. Giống như một cái người đi làm dạo, người đi kiếm tiền sống, cái người mà đi làm ăn thì họ phải có khả năng coi lại cái tiền bạc mình kiếm được bao nhiêu trong tháng, trong tuần, trong ngày chứ. Thì mình phải có khả năng đó. Thì nhiều khi đó, cái thiện tâm mình nó không có đủ, không có nhiều như là mình tưởng. Mà khi mà mình cái ngộ nhận về bản thân như vậy, mình không có thể tiến bộ được. Cho nên ở đây, khi mà Đức Phật Ngài xác nhận một câu nói của một vị trời, đó là tuy có cho nhiều cách mấy đi nữa, nhưng cái quan trọng nhất đó là một cái người trong điều kiện khó khăn mà họ vẫn có thể chia sẻ được cho người khác. Cái câu kể này nó có ý nghĩa mà mình được phân tích rộng như vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái người thật sự là hào sảng, thật sự là rộng rãi đó, thì trong hoàn cảnh nào họ cũng thích cho ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà mình cho họ một cái quyền lựa chọn, nếu có một cái phép lạ nào đó mà họ có thể thay đổi mọi thứ, làm lại từ đầu để họ có một quyết định là nên làm hay không làm chuyện đó, mà nếu bây giờ trong một cái câu tự hỏi như vậy đó mà lòng mình vẫn tự trả lời tôi vẫn tiếp tục chọn cái chuyện lên chùa làm công quả, nấu nướng cho tại đại chúng ăn, nếu bây giờ mà tôi có cái phép lạ mà có thể thay đổi mọi thứ mọi quyết định thì tôi vẫn giữ quyết định đó, thì trong trường hợp đó mới được gọi là cái người hào sảng, mới được gọi là người yêu. Còn mình làm lung tung hết, nhưng mà nếu mà có thể thay đổi được mà lòng mình nó cũng thay đổi theo đó, thì theo tôi thì trong trường hợp nó không được gọi là cái người thiện. Ở đây Đức Phật này xác định rõ là trong hoàn cảnh khốn khó, chẳng hạn như một người cư sĩ phải lo cho vợ con trong một điều kiện rất là chật vật, vậy mà người đó vẫn có thể dành ra một phần để cho người khác, thì cái kẻ đó mới thật sự là kẻ hào sảng là như vậy đó. Có nghĩa là trong hoàn cảnh nào thì cái quyết định của người này vẫn trước sau như một, thì trong trường hợp đó mình mới nên, nếu mà cần thiết là tự hào về mình đó, thì cái đó mới đáng tự hào đó. Chứ còn nếu may, thí dụ như bây giờ một tháng mình thu nhập, nói từ tiền Việt Nam, một tháng mình thu nhập 100 triệu nha, rồi mình móc ra 20 triệu mình làm phước, theo tôi đó thì cái đó chưa chắc là người thích bố thí đâu. Bởi vì thứ nhất, mỗi tháng mình kiếm được 100 triệu, như vậy một năm á mình kiếm tới 1.2 tỷ, mà trong khi đó là
mỗi tháng mình chỉ cho ra được có 20 triệu thôi, thì 10 tháng đó mình mới cho ra được có 200 triệu, mà mình có tới 1 tỷ 2, nghĩa là cái phần nó dĩ nhiên đối với nhiều người làm phước như vậy là nhiều lắm rồi, một phần 10, một phần 12 cái đó nhiều lắm rồi, nhưng mà ít ra đó, trong tâm hồn của người Phật tử chúng ta biết rằng ở đây chúng tôi sẽ mở một đơn, chúng tôi không có kêu gọi các vị phải bố thí bán mạng cho tam bảo cho người khác nha, chúng tôi không có giáo vị đó, nhưng mà trong cái chỗ thuyết pháp chúng tôi phải nói thiệt là Đức Phật này dạy rằng cái nên phần tư thu nhập của mình. Dạ, cái đó là kinh nói chứ không phải tôi nói nha. Trong kinh nói rằng cái thu nhập của người Phật tử, người cư sĩ nên chia thành bốn phần. Cái phần thứ nhất ấy, là để trả nợ cũ, có nghĩa là đền ơn đáp nghĩa, nghĩa sinh thành, nghĩa giáo dưỡng của cha mẹ, của ông bà, của người ơn, cái đó gọi là để trả nợ cũ. Một phần tư là trả nợ cũ, một phần tư là cho vay nợ mới, có nghĩa là mình để nuôi dưỡng vợ con, giúp đỡ bạn bè cơ nhỡ khó khăn, thì nó được gọi là cho vay nợ mới. Rồi một phần tư đó là mình đem liệng bỏ ở hố sâu, có nghĩa là tài cho mình, và một phần tư đó là đem chôn để dành bằng cách là bố thí để dành, bố thí để dành cho cho đời sau kiếp khác. Cũng trong một bài kinh khác của Tương Ưng Bộ Kinh, có thể nay mai chúng ta sẽ học tới, cái Phật này dạy rằng giống như trong một ngôi nhà đang cháy thì cái việc làm thông minh nhất là gì? Là người ta tìm mọi cách để thoát thân, và nếu còn có điều kiện, còn có chút thời gian, thì ngoài cái chuyện đó mình cũng nên lận lưng thêm được bao, cái gì bao nhiêu hay bao nhiêu, cái gì gọn nhẹ mà nó giá trị. Cũng vậy, cái cuộc đời nó luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng vô thường, sẵn sàng băng hoại và biến mất rất là nhiều thứ. Cơ thể của mình ấy, nó đang trong tình trạng già nua và bệnh hoạn, nó đang trong tình trạng biến đổi ở tình ở cái mức độ gọi là ở ở cái tình trạng tiêu cực, mỗi phút cái cơ thể mình nó đang trở nên xấu hơn. Bởi vì nếu không như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể già và chết được, chúng ta đang từng bước tiến về cái quan tài của mình mà. Cho nên Đức Phật dạy giống như một trong một căn nhà đang cháy, thì cái người mà gia chủ thông minh là phải tìm một cách thoát thân và đem theo được cái gì thì đem. Cũng vậy, trong một cái tấm thân phù du giữa một cái cuộc đời nó cũng sương khói này, thì cái người biết đạo đó cũng tranh thủ là đem theo ra khỏi cái cuộc đời này, đem ra khỏi cái quyền sở hữu của mình những gì có thể chia sẻ người khác để cho kiếp khác mình còn có cái mình xài. Trong kinh có nói rằng lần đó có một bà tín nữ thời Đức Phật, bà đang đứng hầu ông cha chồng ăn cơm đấy, thì có một vị tỳ kheo đi ngang đi bác, thì người cha chồng là ngoại đạo tu sĩ Phật giáo, cho nên ông làm lơ, không thèm nhìn, dòm ngó về tới vị tỳ kheo đang đứng ở trước ngõ ôm mình bác. Thì cái cô con dâu này là một người Phật tử, cô thấy cô thương quá đi, cô xót, cô vừa xót cho vị đó mà cô cũng vừa thấy nó bẻ mặt là gia đình giàu có mà không cúng dường gì hết, mà một phần đó thì cổ nể sợ cha chồng. Cuối cùng cổ cắn răng bặm môi, cổ nói một câu rất là ngắn với vị tỳ kheo là xin ngài hãy đi hóa duyên tế độ chúng sanh nơi khác đi, đừng có đứng đây nữa, bởi vì cha chồng của con đang dùng cái món ăn cũ của ngày trước. Thì một người nhà giàu mà nghe con gái mình nói như vậy thì khó chịu lắm, bởi vì ổng không phải là Phật tử mà ổng nghe con gái mình nói với người khác là mình đang ăn cái đồ dư đồ cũ của ngày trước, không phải chịu thì ông bắt lỗi con này. Thì sau đó thì cô có giải thích, con nói là lúc đó cấp bách quá thì con không có nói được nhiều, thì con chỉ nói về vị tỳ kheo là cũng là trong Phật pháp với nhau thì mấy vị nó hiểu ý con muốn nói cái gì, có nghĩa là bây giờ cha giàu có mình cha không có làm phước thì coi như cha ăn cái đồ cũ thôi, chứ cha không có nấu thì có món mới, không có đi chợ thêm, không đi chợ để có món mới, mình chỉ ăn đồ cũ thôi. Thì ở đây cũng vậy đó, tức là cháy thì bằng mọi cách người ta đem ra mà như thế nào, thì mọi thứ những cái có thể đem ra thì đối với mình cũng vậy, trong một đời, trong một cuộc đời phù du và trong một tấm thân cũng phù du thì mình nên tranh thủ lấy ra khỏi đời mình, trong khỏi lấy khỏi cái tài sản của mình những gì có thể đem theo được. Và chúng tôi xin nhắc lại, bài kinh này không chỉ nói riêng vấn đề bố thí không đâu, mà nó còn gợi ý cho những cái thiện pháp khác nữa mà tôi muốn nhắc lại một lần cuối cùng trước khi qua bài kinh khác, đó là nghiệp thiện ác sẽ tạo ra quả. Làm ơn ghi dùm tôi cái công thức này, đời này nó sẽ tạo ra cái quả báo của đời sau, của đời sau. Và chính cái quả báo đời sau đó nó sẽ tạo ra
ra cái môi trường tâm lý, tạo ra cái điều kiện tâm lý, nó sẽ tạo ra những cái nhân cách nào đó tương ứng với cái nghiệp mà mình sẽ nhận lấy. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Dạ đúng rồi, cảm ơn. Có nghĩa là tôi nhắc lại, nghiệp thiện ác mà mình tạo bây giờ nè, nó sẽ chắc chắn nó sẽ to cho quả trong đời sau. Cái chuyện đó thì ai cũng biết. Nhưng mà có cái chuyện thứ hai này thì tôi e rằng nhiều người không để ý. Cái chuyện thứ nhất thì họ biết, nghiệp thiện ác đời này sẽ cho quả đời sau, đúng. Cái chuyện ai cũng biết, làm lành được lành, làm nó thì được vui, làm ác quả khổ, đúng. Nhưng mà có cái điều thứ hai mà tôi cho là rất là quan trọng, đó là chính vì cái quả thiện ác đó, nó sẽ tạo ra cái nhân cách, nó tạo ra một cái môi trường tâm lý cho đương sự. Đấy, mình tạo nghiệp sát sinh thì mình đời sau sinh ra mình sẽ bị yểu thọ, sẽ bị bệnh hoạn, sẽ bị người khác bạo hành, đánh đập, hành hạ. Đấy, và một cái người mà thường xuyên bị bạo hành, đánh đập, hành hạ, có thể biết cái tâm lý họ ra sao rồi, nó không phải giống như người bình thường. Rồi một cái người mà đời này mà họ rộng rãi, đời sau sinh ra họ được cái điều kiện và cách thoải mái, thì tâm lý thông thường mà nói thì cái dân mà nó, cái người mà không có phải kiểu cái cảnh mà tần tảo nắng sương giật gấu vá vai đó, thì những người như vậy đó thì họ cũng có một cái đời sống tâm lý khác cái người bình thường, khác cái người nghèo. Đấy là vì sao? Là vì cái điều kiện tâm lý đó nó xuất phát từ cái quả thiện của đời trước nha. Cho nên cái bài kinh này nó có mở ra cho chúng mình, cho chúng ta một cái tiền đề rất là quan trọng, đó là làm lành làm ác đúng, làm thiện làm ác thì nó có cho quả đúng rồi. Nhưng mà cái điều mà mình tuyệt đối phải lưu tâm là chính cái quả thiện ác đó, nó sẽ tạo ra một cái nhân cách, nó tạo ra một cái môi trường, một cái điều kiện tâm lý cho đời sau kiếp khác. Và trên điều kiện môi trường tâm lý đó, đó chúng ta sẽ trở thành ra một con người khác nữa, và rất có thể càng lúc càng đi lên cao hơn, và cũng có thể càng lúc càng đi xuống thấp hơn. Chẳng hạn như mình nhìn thấy một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, kể từ lúc mà phát, gọi là sơ phát Bồ Đề Tâm, nguyện trở thành một vị Phật trong tương lai để mà tế độ chúng sinh, thì kể từ lúc đó trở đi, ngài làm cái gì đi nữa thì trong kinh đó ngài cũng hướng đến ba cái ý nghĩa, ba cái lý tưởng. Thứ nhất là lợi lạc, thứ nhất là cái quả vị Phật cho mình, thứ hai là sự tiếp độ quyến thuộc, và cái thứ ba là lợi ích cho chúng sinh. Lúc nào cũng vậy hết. Và phải nói rằng một cái người mà sơ cơ mà nghe nói Bồ Tát muốn thành Phật là phải bố thí thân mạng, bố thí hết mọi sở hữu đó, thì mình nghe mình một lần thấy rất là khó tin. Tại sao trên đời này có một cái người nào mà liều mạng, xin lỗi nhà, ngu như vậy, cái mạng sống là cái quý nhất mà dám vì cái tình thương cho người khác mà lại đem cho. Nhưng mà vấn đề nó phải ở chỗ đó, vấn đề này mới quan trọng. Cái bữa nay tôi sẽ xin giảng về kinh Đại Thừa cho các vị nha, kinh Đại Thừa mà trong kinh điển Pali nha, mà tôi chỉ giảng một lần này thôi, lâu lâu tôi sẽ mới quay lại. Bữa nay tôi nói một câu là đại lý tưởng Đại Thừa trong kinh điển Pali là sao, có nghĩa là từ lúc sơ phát tâm trở thành một vị Chánh Đẳng Giác, thì kể từ lúc đó một vị Bồ Tát liên tục huân tập các cái hạnh lành, và cái các hạnh lành này nó sẽ phát triển theo một cái nguyên tắc mà trong toán học gọi là lũy tiến. Mà con đánh dùm cái chữ lũy tiến. Lũy tiến có nghĩa là mọi thứ nó sẽ phát triển theo cái cấp số nhân, nó nôm na là vậy. Thí dụ như cái giống như cái ao bèo đó, có nghĩa là các vị còn nghe rõ không, các vị còn nghe rõ không? Dạ cảm ơn. Giống như cái ao bèo á, là một đêm như vậy á, thì 1 mét vuông á, nó sẽ nở ra thêm 1 mét vuông. Thì cái đêm đầu tiên là 1 mét vuông bèo, nó sẽ nở ra 1 mét vuông bèo. Rồi cái đêm thứ hai đó thì 2 cái mét vuông này nè, nó sẽ nở ra là 4 mét vuông. Rồi cái đêm thứ ba đó là 4 mét vuông, nó sẽ nở ra 8 mét vuông. Trong khi cái đêm đầu tiên thì một nó đẻ ra một, nhưng mà đêm thứ hai đó thì hai nó sẽ đẻ ra 4, và đêm thứ ba đó 4 nó sẽ đẻ ra 8, và đêm thứ tư là 8 nó sẽ đẻ ra 16, và đêm thứ năm 16 nó sẽ đẻ ra là 32, đêm thứ sáu là 32 đẻ ra 64, và từ 64 nó ra 128, vân 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 vân. Đấy, thì đó gọi là pháp lũy tiến. Ở đây cũng vậy, khi mà Bồ Tát càng lúc càng quân tu pháp lành đó, thì sao, thì chính những cái hạnh lành của ngài của đời đời trước á, nó sẽ cho quả đời sau, và nó sẽ trở thành cái môi trường tâm lý cho ngài. Ví dụ như hạnh bố thí, càng lúc ngày càng trở nên giàu có, và càng giàu có thì ngày càng chơi sang, mà càng chơi sang thì công đức càng lớn. Để hạnh trí tuệ cũng vậy,
cái công đức càng ham học hỏi thì càng có trí tuệ, mà càng có trí tuệ thì càng hiếu học, mà càng hiếu học thì càng có trí tuệ. Và càng kham nhẫn cũng vậy, càng kham nhẫn thì ngài lại càng được có được cái, càng cái người càng kham nhẫn nhiều thì người đó càng có được nhiều cái sự tôn trọng và càng được nhiều sự an lạc trong đời sống, và càng được người ta khác tôn trọng, càng được người khác thương mến thì mình càng thấy cái chuyện nhẫn nhục nó dễ. Nó như vậy, nó giống như mình, giống như mẹ mà nhịn con, gọi là con mà nhịn mẹ nó dễ lắm, nó dễ hơn mình nhịn người dân. Đó là theo theo cái kinh nghiệm của tôi nghĩ như vậy. Đó là mà tôi buồn, tôi giận sư sư cậu hoặc là mẹ đó thì tôi rất là dễ bỏ qua, là bởi vì tôi nghĩ là trời đất ơi, là mẹ mình cậu mình mà nó dễ rồi. Từ cái chỗ mà mình thấy nó dễ ẹt đó, đó cái dễ ẹt này nó sẽ làm cái điều kiện để mình nhẫn tốt hơn. Hồi đầu thì mình nhẫn với những cái, một số cá nhân, rồi từ từ cái khả năng nhẫn từ rồi xả đó nó sẽ được nhân rộng ra. Từ từ hồi đầu thì trong một số hoàn cảnh, trong một số trường hợp, trong một số môi trường thì mình mới nhẫn được, có một số trường hợp mình mới xả được. Nhưng mà càng về sau thì trường hợp này, cái môi trường mà hành xả đó, môi trường mà kham nhẫn càng lúc nó càng lớn rộng hơn. Và sau cùng trước khi thành Phật thì ở đâu và lúc nào Bồ Tát cũng xem cái chuyện từ bi hỷ xả bố thí trì giới là một chuyện rất là nhỏ và rất là dễ, là nhờ cái luật là luật 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 lũy tiến đó, có nghĩa là công đức trước trở thành môi trường cho công đức sau. Đấy, rồi bây giờ chúng tôi sẽ giảng vào một bài kinh khác. Chúng tôi có một cái tâm nguyện, đó là ngoài cái chuyện chú thích, ngoài cái chuyện chú thích chữ khó ở mỗi bài kinh, thì chúng tôi còn muốn nói thêm một điều, đó là ở mỗi bài kinh như vậy cùng với các vị nhìn về những góc cạnh khác nhau của một bài kinh. Và cái đó là một đề nghị của chúng tôi, nó có cơ sở là chúng tôi đọc trong chú giải, chứ không phải là có những cái không phải là do mình tự mình suy diễn nha. Ở đây chúng ta có kinh điển để chúng ta tham khảo. Rồi, tham khảo, rồi, tham khảo, rồi.